tư duy làm chủ sẽ thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào? Tại sao nhiều người giỏi vẫn không ra khởi nghiệp, trong khi nhiều người chưa có bằng cấp 3 vẫn sở hữu doanh nghiệp riêng? Tại sao những người trẻ tuổi khác đã sở hữu nhiều tài sản giá trị, trong khi bạn chỉ là người làm thuê và nhận mức lương khiêm tốn hàng tháng? Làm sao để tay trắng vẫn có thể làm chủ doanh nghiệp? Doanh nhân Nguyễn Thái Duy, với kinh nghiệm 22 năm trải nghiệm kinh doanh, đã đúc kết và đưa đến cho bạn chương trình hiệu quả và mạnh mẽ nhất hiện nay về khởi nghiệp. Khóa học sẽ giúp cho bạn trả lời câu hỏi tại sao phải ra khởi nghiệp, tìm hiểu năng lực kinh doanh và năng lực kiếm tiền của một cá nhân, học cách tư duy như một người chủ và cách kinh doanh để trở thành chủ doanh nghiệp. Tất cả sẽ vô cùng đơn giản và dễ dàng một khi bạn đã nắm được phương pháp rất thực tế của khóa học làm chủ của B-Training. Hãy nắm lấy cơ hội đưa cuộc đời sang trang mới, hãy bắt đầu hành trình để tạo nên sự thịnh vượng.